chuyện kinh dị. 5 câu chuyện ma có thật tôi đã từng gặp. Tác giả Sao Online 2008, diễn đàn VOZ. Giọng đọc MC Tả Từ, kênh Bí ẩn Radio. Câu chuyện số 1. Bố của thằng bạn tôi là một nhân viên bảo vệ của một hòn đảo của Vinpearland. Ai đi Nha Trang thì sẽ biết. Đó là đêm đầu tiên của bác được chuyển ra hòn đảo đó. Nghe đồn bác ấy là người can đảm nhất nên mới được chuyển ra. Theo tin đồn thì hòn đảo đó có ma, và người bảo vệ trước cũng thuộc hàng gan to đã xin nghỉ việc. Nguyên nhân là do ma ám. Trong buổi trực đêm, khi đang thiêu thiêu ngủ thì bác ấy bỗng dưng bị một đôi tay bóp cổ ngay trong phòng trực. Bác giật mình kêu: "Thằng nào bóp cổ tao?" Nhưng mở mắt ra thì chẳng thấy ai. Nghi là có người xấu nên bác đi kiểm tra xung quanh thì nghe thấy một tiếng động trong một cái container. Hòn đảo được dùng để chứa container vận chuyển đồ cho hòn đảo chính Vinpearl. Mở container ra thì bác giật mình khi thấy một người lính ngụy đang treo cổ. Và bác thấy lạnh gáy khi thấy người đó dần quay đầu về phía mình và bỗng buông ra một câu lạnh người: "Mày có muốn chết không?" Quá hoảng sợ, bác đóng cửa container lại và gọi điện báo cho mọi bảo vệ khác còn ở trên đảo chính cho tàu ra đón mình về. Sáng ngày hôm sau, để biết thêm về con ma đã hù dọa mình, bác hỏi lại mọi người ở gần đó thì được biết rằng hòn đảo đó là nơi ở của một trại lính trong thời Ngụy. Sau này, do quân dân phản công, trại lính đó bị thất thủ và người chủ trại cũng đã tự sát. Nghe đồn rằng những ai ra đó ở trong một đêm đều bị hồn ma đó hù cho chết khiếp và không dám ra nữa. Nghe vậy, bác bảo cả nhà mình, trong đó có thằng bạn tôi, chạy đi mua đồ cúng về để cúng cho hồn ma đó, với ý định hy vọng hồn ma sẽ siêu thoát, vì bác ấy vẫn còn trực ở đó chưa hết hạn. Tuy nhiên, sau lần cúng đó cho đến bây giờ, bác ấy không kể là có bị ma dọa thêm lần nào nữa hay không. Năm câu chuyện ma có thật tôi đã từng gặp. Câu chuyện số 2. Đây là chuyện do thầy của tôi kể lại khi đi công tác ở Thái Nguyên. Nhưng ai dè, vừa mới đặt chân lên đất Thái Nguyên là lại sốt nặng. Mọi người cùng nhau đưa thầy tới bệnh viện. Hỏi bác sĩ thì bác sĩ cũng không biết nguyên nhân vì sao đổ bệnh, chỉ biết rằng thầy sốt rất cao. Vì thế nên trong đêm đó thầy phải ở lại trong bệnh viện. Thế nhưng ngay trong đêm đó, lúc nửa đêm, chiếc giường của thầy đang nằm bỗng dưng bị ai đó lắc mạnh. Thầy tỉnh dậy thì thấy chiếc giường của mình đang nằm đang đung đưa liên tục. Tưởng có ai chọc mình, thầy quát: "Đứa nào đấy?" Thì chỉ nghe có một tiếng cười khúc khích nhưng nhỏ nhẹ, giống tiếng cười của trẻ con. Thầy ngồi dậy và đi ra ngoài cửa và thấy một đứa bé khoảng chừng 5 tuổi đang cười. Trông đứa bé rất xinh và nó nói với thầy rằng: "Chú ơi, chú chơi với con đêm nay nhé." Thầy thấy lạ lùng nhưng cũng chẳng để ý, vì chắc đứa bé này cũng là bệnh nhân cùng đang ở trong bệnh viện này. Đang đêm chắc thấy cô đơn quá nên nó qua phòng mình. Nhưng thầy không biết là tại sao nó lại đến phòng mình, và cũng không hiểu được với sức trẻ con thì không thể nào lắc được chiếc giường đó. Nhưng thầy cũng không bận tâm. Thế là thầy chơi đùa với nó suốt đêm cho đến 5 giờ sáng. Khi ấy, trong một lúc nhìn ra bên ngoài, thầy quay đầu lại thì lại chả thấy đứa bé đâu. Và đến khi bác sĩ kiểm tra thì thầy thấy đã khỏi bệnh. Sẵn tiện thầy hỏi ông bác sĩ đó về đứa trẻ. Và thầy ngạc nhiên là bác sĩ nói rằng chẳng có bệnh nhi nào ở đây cả. Thầy bỗng thấy lạnh người và mô tả về hình dáng đó. Ông bác sĩ đã trả lời rằng chắc chắn thầy đã gặp hồn ma đó. Vì bác sĩ nói thêm, đứa bé đó lúc trước bị bệnh nặng, mọi người đưa nó vào, nhưng cha mẹ nó chẳng ai đoái hoài gì dù nó bệnh rất nặng. Trong đêm hôm đó, đứa bé đã qua đời trong sự cô đơn. Và bác sĩ cũng nói thêm rằng có lẽ nó đã quá cô đơn nên mới tìm người để chơi cùng. Theo vị bác sĩ, đứa bé đó là một hồn ma tốt.
chuyện kinh dị, 5 câu chuyện ma có thật tôi đã từng gặp. Giọng đọc MC Tà Từ, kênh Bí Ẩn Radio. Câu chuyện số 3. Tôi sẽ kể lại cho mọi người nghe về câu chuyện ma ngắn này, về cái gương vong hồn của người đã chết. Các bạn có biết rằng tại sao khi mà trong nhà có người chết thì các tivi, tủ kính, thậm chí là gương đều phải che lại bằng một tấm giấy màu đỏ hay không? Câu trả lời sẽ nằm trong câu chuyện của tôi. Đó là một câu chuyện rất lâu về trước. Trong xóm của tôi có một hiện tượng rất kinh khủng. Gia đình của chị Liên bỗng từng người lăn ra chết một cách kỳ quặc. Người khỏe mạnh không mang bệnh tật cũng chết mà không có lý do. Người trong làng bàn tán truyền tai nhau rằng gia đình chị Liên bị ma ám. Khi ấy tôi cũng rất tò mò, nhưng vì câu chuyện được mọi người trong xóm thêu dệt lên nên cũng có phần đáng sợ, mà ngay chính bản thân tôi cũng không dám hé nửa lời để kể lại sự việc từ đầu đến cuối. Nhưng mỗi khi có ai xa lạ đến hỏi chuyện thì ai nấy trong xóm cũng run rẩy và không dám nhắc đến. Bản thân từng chứng kiến mọi việc nên tôi cũng có phần sợ hãi. Nhưng chuyện đã qua lâu rồi nên hôm nay tôi mạo muội kể lại cho các bạn nghe. Gia đình chị Liên vốn đã ở trong xóm từ rất lâu. Từ thời gia đình chị Liên vừa lập nghiệp đã sinh sống trên mảnh đất ấy, cho đến đời chị Liên vẫn sinh sống rồi lấy chồng sinh con. Chị Liên lấy chồng năm 18 tuổi là anh Thêm. Gia đình đông anh chị em, chị Liên có đứa con trai tên là Tuấn. Tôi rất thương nó vì nó hay qua nhà tôi chơi. Tôi xem nó như là em ruột của mình vậy. Nhưng số phận trớ trêu, nó bị suyễn từ nhỏ và đã qua đời năm 7 tuổi. Trong đám tang của nó, tôi có để ý gương trong nhà, kể cả tivi đều không có che giấy đỏ lại. Tôi không hiểu lý do vì sao, và tôi cũng không biết linh hồn mỗi con người chúng ta khi qua đời rất dễ mắc kẹt trong gương. Tôi không hiểu lý do vì sao khi chúng ta qua đời rất dễ mắc kẹt trong gương, và cho đến khi chôn nó tôi cũng là người có mặt. Hôm đó trời mưa bay bay, các anh thợ đào đất đã chôn thằng Tuấn thì phát hiện lúc đào có rắn. Anh Thêm, ba của thằng Tuấn, liền bắt bỏ vào bọc đem về nhà nhậu. Nhưng anh Thêm không hề biết trong lúc đào đất chôn quan tài, nếu có gặp rắn thì không nên bắt hoặc giết, vì làm như vậy sẽ gặp nhiều điều bất an. Sau khi chôn cất thằng Tuấn tử tế xong thì đêm hôm đó gia đình chị Liên lại gặp chuyện. Chồng của chị Liên đã qua đời khi nhìn vào cái gương tủ quần áo. Khi ấy anh thấy thằng Tuấn đang đứng trong đó bắt hồn của anh đi, vì linh hồn lâu ngày không được siêu thoát nó sẽ rất dữ. Cho đến sáng hôm sau chị Liên phát hiện mới la toáng lên và hoảng sợ. Mọi người trong nhà chị Liên lúc này kéo đến phòng của chị Liên và anh Thêm. Anh hai của chị Liên tên là Tý liền hỏi: "Chuyện gì vậy?" Chị Liên giọng run run nói: "Chồng em chết rồi anh ơi." Mọi người trong nhà giật toát mình, vì sau cái chết của thằng Tuấn thì ngay sau đó chồng của chị Liên cũng chết. Họ đã đưa tử thi đi khám và xác định nguyên nhân cái chết của anh Thêm, nhưng các bác sĩ đành bất lực vì không biết rõ lý do. Họ chỉ nói rằng cả nhà nên chuẩn bị hậu sự cho bệnh nhân thôi. Chị Liên òa khóc, đau đớn vì nỗi đau mất con còn chưa nguôi, giờ đây lại trở thành hóa phụ. Nỗi đau đè nén nỗi đau, chị Liên tăng huyết áp vì phải chịu nỗi kích động lớn, rồi ngất xỉu ngay trong bệnh viện. Gia đình tôi và chị Liên vốn rất thân với nhau, nên khi nghe được tin, tôi cũng ghé qua bệnh viện để thăm hỏi, và cũng có hỏi lý do tại sao anh Thêm lại chết. Thì chị Liên lại nói: "Đêm trước khi anh Thêm chết, con nói với chị rằng thấy thằng Tuấn ở trong gương, cứ tưởng vì thương nhớ con nên chị cũng không lấy làm lạ. Nhưng trong đêm hôm đó anh Thêm đã chết." Có lẽ chuyện này chị Liên chỉ dám nói với một mình tôi, vì chị ấy không muốn người trong gia đình lo lắng. Thăm chị được một lúc, tôi ra về mà trong đầu luôn suy nghĩ thằng Tuấn chết, về thăm nhà thì cũng không có gì lạ, nhưng tại sao lại kéo thêm anh Thêm? Hay chỉ là sự trùng hợp mà thôi? Tôi biết rõ anh Thêm khỏe mạnh, to con, trước giờ ít khi cờ bạc rượu chè, sức khỏe rất tốt, nhưng chết không lý do thì đúng là chuyện hoang đường. Biết bao câu hỏi hiện ra trong đầu tôi quyết định phải làm cho ra nhẽ chuyện này. Đám tang anh Thêm diễn ra cũng như đám tang của thằng Tuấn, mọi vật phản chiếu như gương trong nhà đều không được che giấy đỏ,
Và rồi lịch sử tái diễn. Sau khi chôn cất anh Thêm xong, tôi trở vào bệnh viện an ủi chị Liên để chị ấy có thêm nghị lực sống. Đang nói chuyện với chị thì đèn trong phòng bỗng tắt ngang. Chị Liên nói: "Có chuyện gì vậy?" Tôi đáp: "Chắc là cúp điện, chị ngồi chờ em một tí để em ra mua đèn cầy." Vừa bước ra cửa, tôi nhìn vào cửa kính của phòng thì giật mình thấy rõ thằng Tuấn đang đứng ở trong đó. Cứ tưởng là hoa mắt, tôi mở tung cửa ra, gió ùa vào căn phòng thì hình bóng của thằng Tuấn đã biến mất. Tôi nghĩ chỉ là hoa mắt thôi, rồi tự an ủi mình: "Chắc là mệt quá rồi." Thấy trời trở mùa nên cũng thấy lạnh, tôi vội khép cửa lại rồi chạy ra căng tin của bệnh viện mua đèn cầy. Trở về phòng, tôi lại chú ý vào tấm gương trên cửa ra vào một lần nữa, cho thật kỹ thì không thấy có vấn đề gì. Tôi bước vào phòng thì nhìn thấy đầu giường nơi chị Liên nằm, thằng Tuấn đang đứng ở đó, ánh mắt đỏ hoe nhìn về phía tôi. Hoảng sợ quá, tôi đứng bất động rồi nhìn nó từ từ biến mất. Được một phen khiếp vía, tôi gọi cho người nhà chị Liên vào trông coi, xong thì bỏ chạy về nhà, cố gắng quên đi chuyện ban nãy. Lúc này tôi xem cái gương như là một ảo giác, một cơn ác mộng thì có lẽ là đúng hơn, khi mọi chuyện mà tôi chứng kiến đã khiến tôi không tin vào mắt của tôi nữa. Chạy xe về nhà mà tôi không dám nhìn vào kính chiếu hậu, vì mỗi khi nhìn vào tôi lại liên tưởng đến chuyện mình gặp ở bệnh viện khi nãy. Đèn đỏ, tôi dừng xe ngay ở ngã tư. Lúc này đồng hồ đã chỉ 10 giờ kém. Tôi không biết điều gì đã khiến tôi nhìn vào cái gương. Và rồi tôi nhìn thấy trong gương có một đoàn người đi ở phía sau, có vẻ giống như đoàn du lịch đang băng qua đường. Nhưng tôi để ý kỹ khúc cuối có hai người đàn ông, một người chạc tuổi 40, đội mũ cối xưa, và một người nữa chạc 8-9 tuổi. Đèn xanh đến, tôi không nhìn vào gương nữa, chuẩn bị dồ ga chạy đi, thì trên mặt đồng hồ km của xe máy tôi đang chạy có máu. Tôi điếng người đứng giữa ngã tư, mặc cho người đi đường bấm còi inh ỏi. Tôi ngước nhìn lên trên cái cây to ngay ngã tư thì thấy thằng Tuấn đang nằm ở trên đó. Tôi không dám chắc có phải là thằng Tuấn hay không, nhưng cái ánh mắt đáng sợ tôi gặp ở bệnh viện khi đi thăm chị Liên và ánh mắt tôi đang nhìn thấy trên cây rất giống nhau. Ánh mắt của sự căm hận, như đã lâu rồi chưa được siêu thoát. Tôi vứt hẳn cái xe rồi bỏ chạy như một thằng bệnh, và tôi chỉ dừng lại khi thấy cảnh sát giao thông đang đuổi theo. Trời, cái xe của tôi vẫn chưa có bằng lái, thế là mất cái xe oan uổng. Từ đây trở về nhà còn ít nhất 2 cây số nữa. Nhưng sao hôm nay tôi lại cảm thấy đường về âm u và xa vời quá. Cố luồn lách vào các con đường đông người để đi về, xa một chút cũng không sao. Cuối cùng cũng đã về đến đầu hẻm, thì tôi lại trở về cái trạng thái vô hồn, đứng giữa đường, há trơ họng, nhìn vào cái xe bán bánh mì đêm khuya trước hẻm. Tôi lại nhìn thấy một người chạc 8-9 tuổi đứng sau lưng, đang đi đến, rồi thì tiếng xe container lao đến. Tiếng người đi đường la lên, tiếng xe cấp cứu khiến tôi giật mình tỉnh lại. Trước cảnh tượng một cái xác không còn nguyên vẹn mà chỉ còn một nửa, nửa kia đã nằm gọn dưới chiếc xe container 18 bánh. Nhìn xung quanh, tôi thấy trong số đám đông hoảng loạn giữa chiến trường máu me đó, có mẹ của chị Liên. Tôi chợt nghĩ, nếu như không nhờ có người kia chạy ra thế mạng, thì người bị tai nạn chính là mình rồi. Nhưng tôi lại suy nghĩ, tại sao mẹ chị Liên lại ở đây? Không ngại ngùng, tôi chạy lại hỏi: "Dì Năm, sao dì lại ở đây?" Mẹ của chị Liên tên thật là gì thì tôi cũng không biết, nhưng chỉ hay nghe mọi người trong xóm gọi là bà Năm, riêng tôi thì gọi là dì Năm. Dì Năm lúc này chỉ khóc và khóc. Tôi không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết đến an ủi rồi dẫn dì Năm vào nhà. Dì Năm như người mất hồn, cứ ngồi trong nhà không nói lời gì, nước mắt cứ thế mà chảy, khiến tôi nghĩ mọi việc đang xảy ra cứ như một bộ phim kinh dị. Tôi bèn hỏi anh Gà chuyện gì đã xảy ra, thì anh Gà kể lại toàn bộ sự việc. Lúc 9:30, thằng Kỳ, anh hai của chị Liên, đi làm về tắm xong thì bỗng lên cơn, lại còn la lớn, nói là có tiếng nói của một người vang vọng ở bên lỗ tai kêu tự tử. Anh đã cố gắng hỏi nhưng không có kết quả. Thằng Kỳ nó như chẳng để ý đến lời anh nói, cứ thế mà la rồi chạy thẳng ra đường. Cứ nghĩ là do nó đang làm căng thẳng quá nên mới như vậy, anh mới chạy lên lầu tìm cách giúp nó giải stress, vì hàng ngày nó đi làm về là ôm lấy cái laptop chơi game thâu đêm đến 12 giờ sáng. Nhưng khi chạy xuống lầu thì thấy cửa nhà mở toang, cái đèn cầy ở bàn thờ thằng Tuấn bỗng dưng tắt.
Anh có đi tới thắp lại cho sáng, nhưng thắp bằng cách nào thì ngọn đèn cũng không cháy. Cho đến khi anh nghe tin thằng Kỳ đã bị tai nạn giao thông ngoài đầu hẻm. Há hốc miệng vì bây giờ mọi chuyện đã không còn như tôi nghĩ. Lúc trước tôi chỉ nghĩ là do số phận, khi nào sống, khi nào chết thì cũng không biết được. Nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác. Mọi chuyện có lẽ không còn như thế nữa. Nó nằm ngoài hiểu biết của tôi. Khi nhìn thấy sau cái chết của thằng Tuấn thì lần lượt mọi người trong nhà của nó cũng quy tiên. Tôi chợt nghĩ tại sao mọi chuyện lại diễn ra theo thứ tự. Đầu tiên là thằng Tuấn, người nhỏ nhất trong nhà. Sau đó là ba của nó, anh thêm 27 tuổi. Sau đó là anh Kỳ, 29 tuổi. Vậy tiếp theo là người nào trong số dì Năm, anh Gà hay chị Liên? Vừa suy nghĩ xong, tôi chợt nhớ chị Liên bằng tuổi anh thêm. Vậy người tiếp theo là chị ấy rồi. Vừa suy nghĩ xong thì điện thoại nhà dì Năm reo. Anh Gà bắt máy thì mới biết tin dữ lại đến. Chị Kiều, người chị cả trong gia đình, gọi về báo chị Liên đã lên cơn đau tim và đang cấp cứu, khả năng sống sót rất mong manh. Lúc này tôi quên mất tôi không phải là anh chị em trong gia đình chị Liên. Tôi cũng không biết tại sao mình lại lo lắng và muốn cùng anh Gà đến bệnh viện nữa. Chắc vì một lý do đơn giản trong lòng, tôi đã xem bọn họ như những người trong gia đình. Chạy đến bệnh viện cùng anh Gà, ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, tôi cảm thấy bồn chồn sốt ruột vô cùng và không ngừng nhìn lên đồng hồ. Đồng hồ lúc này chỉ 10 giờ đúng, không hơn không kém. Ngồi đợi một hồi, lại nhìn lên đồng hồ lần nữa. Quái lạ, tại sao vẫn 10 giờ đúng, không hơn vậy? Cứ tưởng đồng hồ bệnh viện đã hết pin, tôi mượn đồng hồ của anh Gà xem, thì lúc này vẫn là 10 giờ đúng. Vẫn cứ ngồi đợi thêm, một hồi sau tôi nhìn lại, cũng vẫn là 10 giờ. Tại sao đồng hồ lại không chạy? Tôi đi dọc hành lang bệnh viện tìm cái đồng hồ khác để coi giờ, thì tôi bất ngờ phát hiện đồng hồ bệnh viện và cả đồng hồ anh Gà luôn luôn chỉ đúng 10 giờ, không hơn một giây. Và đồng hồ chỉ chạy lại khi tôi biết tin chị Liên đã qua đời. Đám tang anh thêm chưa nguôi thì bây giờ lại thêm đám tang của anh Kỳ và chị Liên. Ngôi nhà hạnh phúc của dì Năm bây giờ chỉ còn anh Gà, chị Kiều. Thương thay cho dì Năm, tuổi cao lại phải gặp chuyện này. Đúng là người tóc bạc tiễn người tóc đen. Mọi người trong xóm bàn tán rằng gia đình chị Liên bị ma ám. Cũng từ đó không ai dám bén mảng đi ngang qua căn nhà dì Năm vào buổi tối nữa, vì họ sợ mang xui xẻo về nhà. Cho dù là có chuyện gấp đi chăng nữa cũng không dám đi ngang, mà phải tìm cách đi đường vòng. Chị Kiều và anh Gà mặc cảm khi phải ra đường nên đã mời thầy Thích Quảng Đức ở chùa Hoa Nghiêm đến nhà đổi vong. Thầy Thích Quảng Đức là người đức cao vọng trọng, đã vào cửa Phật khi còn nhỏ, và bà ngoại của tôi cũng thường xuyên đi chùa Hoa Nghiêm, nên hai người cũng tin rằng thầy Thích Quảng Đức có thể giúp được gia đình chị Liên. Thầy nói rằng trong nhà chị có tà khí rất lớn, và do đó vong hồn chưa được siêu thoát, hoặc vong hồn của người đã khuất mắc kẹt vào thứ gì đó không thể thoát ra được. Cách duy nhất để giúp gia đình là phải tìm một người tuổi con chó để khai nhãn và nhìn thấy được vong hồn để giúp họ siêu thoát. Nghe có vẻ hơi điên rồ, nhưng đối với gia đình chị Liên lúc này đã không còn cách nào khác, đành phải tin vào lời thầy nói. Anh Gà sinh ngày 28 tháng 4 năm 1985, trùng ngày sinh với tôi, cũng có nghĩa trùng tuổi con chó. Tôi không đủ can đảm để thử, nên anh Gà là người được chọn để khai nhãn với sứ mệnh cao cả là tìm vong hồn của người thân đang mắc kẹt trong nhà. Từ ngày bà con xóm làng biết tin nhà chị Liên bị ma ám thì không ai dám qua lại. Bữa nay bà con lại kéo đến đông đúc trước cửa nhà xem thầy Thích Quảng Đức dàn trận pháp giúp anh Gà khai nhãn. Mọi thứ diễn ra khá đơn giản, một tấm hình của anh Gà, một cái bàn thờ, hai ngọn đèn và vài lá bùa. Thầy cầm lá bùa đốt rồi nói cái gì đó trong miệng không nghe rõ, xong bỏ hẳn cái lá bùa đó lên người của anh Gà, khiến anh bị bỏng ở lưng, rồi vội cầm tấm hình để lên lưng anh, cầm cây nhang đang cháy chấm vào hai con mắt của anh trong hình, khiến tấm hình bị thủng hai lỗ và cũng làm lưng anh Gà bị bỏng thêm hai lỗ trên lưng. Xong xuôi, thầy nói ở đây có bốn lá bùa, hãy dán một lá trước cửa nhà, một lá đầu giường, một lá ở trần nhà để vong hồn không thể ra ngoài, còn lá thứ tư dùng để giúp vong hồn siêu thoát. Cậu chỉ cần 3 ngày để tìm vong hồn. Nếu tìm ra vong hồn bị mắc kẹt ở nơi nào thì dán lá bùa thứ tư vào nơi ấy. Nếu sau 3 ngày không tìm được thì ba lá bùa kia sẽ tự cháy, lúc đó sẽ rất nguy hiểm cho người khai nhãn và liên lụy đến người thân trong gia đình.
Dứt câu thì thầy bỏ đi, không hề lấy một đồng xu nào từ dì Năm. Rồi từ sau khi có giám bùa trước cửa nhà theo thầy bảo, trong nhà chị Liên dường như không còn người chết theo người kia nữa. Mọi thứ yên tĩnh trở lại. Nhưng còn anh Gà có tìm được vong hồn của thằng Tuấn mắc kẹt trong gương hay không thì lại là một câu chuyện khác. Từ ngày đó, tôi cũng không dám bén mảng đến nhà anh Gà thường xuyên nữa. Chỉ ngồi ở nhà, mong anh Gà tìm ra thật nhanh. 3 ngày trôi qua đối với tôi sao bỗng dưng quá lâu. Đến ngày thứ hai, tôi chạy qua xem tình hình thế nào thì gặp anh Gà đang ngồi trên bàn, thần sắc không còn như trước. Anh Gà giống như người mắc bệnh, môi tím tái, gương mặt xanh xao. Tôi gặng hỏi thì mới biết được, anh Gà giải thích tường tận. Từ ngày dán 3 lá bùa vào, đêm nào anh cũng mơ thấy thằng Tuấn trong tấm gương. Nó nói không được siêu thoát là do mấy lá bùa anh dán ngoài cửa. Nó không ra ngoài được, không đầu thai được. Nhưng nhớ lại những lời thầy dặn, anh lại không dám gỡ bùa ra. Rồi từ đêm đó, anh cảm thấy rất mệt trong người, hay ngủ sớm, và mỗi sáng thức dậy thì cảm thấy toàn thân mệt mỏi, không có chút sức lực nào. Hèn gì, thần sắc anh ấy thay đổi nhiều quá. Tôi định kêu anh ấy đến chùa Hoàng Pháp để nhờ thầy giúp, nhưng thấy anh ấy mệt như vậy, tôi đành đi một mình. Tôi phải ngồi rất lâu ở ngoài phòng của thầy Thích Quảng Đức để chờ được nói chuyện với thầy, vì hàng ngày có rất nhiều Phật tử tìm thầy để cầu an. Thấy người nào vào phòng thầy thì cũng đều phải quỳ xuống nhờ thầy xoa đầu, không biết để làm gì. Đến bên tôi cũng được thầy xoa đầu, rồi tôi trò chuyện với thầy. Thưa thầy, lần trước thầy có khai nhãn cho một người, thầy có nhớ không? Nhớ, có việc gì thế? Dạ, bây giờ anh ấy chắc bị bóng đè rồi, mà mỗi lần thức dậy là toàn thân mệt mỏi, mong thầy giúp đỡ. Người và ma vốn khác nhau, đừng để nó lợi dụng thân thể của chúng ta, nếu không sẽ mất dương thọ. Nói xong, thầy đưa tôi một sâu chuỗi Phật thầy đang mang trên người và dặn dò kêu anh Gà đeo vào tay. Nhận được sự giúp đỡ của thầy, tôi liền chạy về nhà đưa cho anh Gà sâu chuỗi thì phát hiện đồ trong nhà đã bị lật tung lên hết. Tôi bước vào gian trong nơi dì Năm thường ngủ thì phát hiện dì Năm bị một tấm gương dài khoảng 35cm cắm sâu vào cổ, máu chảy ướt cả giường. Trên cổ hiện rõ một vết đâm sâu hun hút khiến thịt trong cổ lòi ra ngoài. Hoảng hốt, tôi chạy vội ra ngoài nhờ bà con hàng xóm đến giúp đưa dì Năm đi bệnh viện. Tôi chạy lên lầu xem có chuyện gì nữa hay không thì thấy anh Gà tay cầm miếng gương dài trên tay. Dù tay anh Gà bị đứt, máu chảy ra rất nhiều, nhưng vẫn không bỏ tấm gương dài trên tay ra. Thần sắc biến đổi đi rất nhiều, mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, đôi mắt sậm đen như thiếu ngủ, tay lăm lăm tấm gương sắc nhọn tiến về phía tôi. Tôi hoảng loạn la lớn rồi chạy thẳng xuống nhà nhờ bà con giúp đỡ. Khi mọi người lên lầu thì anh Gà đã gục tại chỗ vì một đường cắt gân tay rất sâu ở tay phải. Không biết các bạn có đọc báo Tuổi Trẻ lúc đó hay không, nhưng nó đã được lên báo cách đây khá lâu rồi. Sau cái chết của một đại gia đình như thế, chỉ còn lại chị Kiều là sống sót. Chị ấy đã bán nhà, lấy tiền chôn cất dì Năm và anh Gà. Căn nhà ấy hiện tại có số nhà là 3/1/16, tên đường, quận huyện mình xin được giữ kín. Thầy Thích Quảng Đức là người cầu siêu cho vong hồn của dì Năm và anh Gà. Họ được chôn gần mộ thằng Tuấn. Cho đến vài tháng trở lại đây, khi đã có một công ty mua lại để khai thác xây dựng cao ốc, thì vô tình có động quan đến gia đình chị Liên đang yên giấc dưới lòng đất. Nhưng một điều kỳ lạ, những cái xác của anh Thêm, anh Kỳ, anh Gà, dì Năm, chị Liên đều bị phân hủy, chỉ còn lại tro cốt. Thì riêng cái xác của thằng Tuấn vẫn còn nguyên vẹn, như thể vừa mới chôn được chưa lâu. Mọi người có làm đền thờ cúng thằng Tuấn, nhưng có đốt nhang như thế nào, nhang cũng không cháy, và ánh đèn cầy đốt mãi vẫn không sáng. Có lẽ đó là vì vong hồn của nó vẫn còn mắc kẹt trong tấm gương, chưa siêu thoát được. Và điều đáng sợ hơn nữa là nó vẫn còn quanh quẩn trong cái xóm, trong cái gương, và trong cả tâm trí của những người đang sống trong xóm này. Chuyện kinh dị, 5 câu chuyện ma có thật mà tôi từng gặp. Câu chuyện số 4. Một hôm, chú tôi hành nghề taxi, lái xe qua khu vực chỗ xí nghiệp Amata ở Biên Hòa, thì đang lái, có một cô bé đứng bên đường bắt xe.
chúng tôi cho xe tạt vào và đón cô bé ấy. Chú tôi hỏi, cháu đi đâu? Dạ, chú chở cháu đi đến Biên Hòa. Đây là Biên Hòa chứ ở đâu? Cụ thể là chỗ nào? Dạ, chú chở cháu đến trước cổng trường Ngô Quyền. Chú tôi trên đường chở con nhỏ đó đến Ngô Quyền, có đi qua chỗ cổng Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2, thì nhìn thấy bên phía lề đường lại có một con nhỏ y chang con nhỏ đang ngồi sau xe. Chú tôi thấy lạ nên đạp thắng. Xe dừng và chú tôi ngó lên kính thì thấy con nhỏ ngồi sau đã biến đi đâu mất. Chú tôi chồm qua sau xe và thấy chả có ai. Đến khi nhìn lên đằng trước thì đã thấy con nhỏ ngồi ở cabin thẳng trước tay lái. Chú tôi mới hỏi, ủa sao cháu lại ngồi đây? Cháu thích ngồi trên đây có được không? Cháu ra sau ngồi đi, xe chú dây an toàn bị đứt rồi, đi công an phạt đấy. Cháu ra sau ngồi đi. Con nhỏ mở cửa bên hông trước và đi ra sau xe. Khi nhỏ đó đi ra đằng sau ngồi thì chú tôi đóng cửa bên hông cabin lại. Chợt có cảm giác lạnh người, chú tôi tiếp tục lái đến Ngô Quyền thì dừng xe và con mẹ ấy nói, Chú chở cháu thêm một đoạn nữa đi. Chú chở cỡ 100 mét nữa là đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Chú chở cháu vào trong bệnh viện đi. Chú tôi đánh xe vào trong và con bé ấy lại nói tiếp, chú chở cháu ra ngoài đi. Chú tôi bực mình và nghĩ trong đầu, con nhỏ này nó bị làm sao vậy? Sau đó chú tôi quay lại hỏi nó, thế cháu xác định đi, cháu đi đâu? Cô bé đáp, dạ chú chở cháu đi Hóa An đi. Chú tôi nghi có điều gì đó không bình thường nên đánh xe chạy nhanh. Đang chạy gần đến Hóa An thì nhìn lại gương mặt con bé ấy đã biến đi đâu mất. Mà vô lý ở chỗ, chạy với tốc độ nhanh như vậy, con bé ấy không thể nào xuống xe được. Mà nếu có xuống xe thì cũng không nghe thấy tiếng đóng cửa. Đang nghĩ như thế thì chú nhìn vào con hẻm, thấy con nhỏ đó đã chạy vào trong hẻm. Chú đuổi theo và khi đi vào thì thấy có một đám ma treo bức hình ở ngoài. Thấy con nhỏ trong hình y hệt con nhỏ chú vừa chở. Sau khi vụ việc xảy ra, chú tôi trình báo với chi nhánh của Mai Linh ở Đồng Nai thì được biết ở đoạn đường Amata có một vụ tai nạn và con bé được đưa đến bệnh viện. Nhưng khi đến thì đã tắt thở nên lại đưa về nhà. Cái hành trình đó từ chỗ tai nạn đến bệnh viện và từ bệnh viện về nhà y chang như hành trình đi xe taxi hôm đó. Sau hôm ấy, chú tôi bị ốm liên tục 7 ngày, sốt li bì, không ra khỏi nhà được nữa. Và kể từ đó, chú bỏ luôn nghề chạy xe taxi và chuyển qua làm thợ sửa chữa xe máy. Chuyện kinh dị, 5 câu chuyện ma có thật tôi đã từng gặp. Giọng đọc MC Tả Từ, kênh Bí ẩn Radio. Câu chuyện số 5. Đời sinh viên, điều tôi ao ước là được sống trong ký túc. Vì nó mà tận đến sau này tôi vẫn còn băn khoăn không biết có nên hối hận cho những quyết định của mình trước kia hay không. Đó là một câu chuyện khác mà khi có dịp tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Vì lúc ấy chỉ nghĩ còn gì vui hơn khi thoát khỏi cảnh cô độc cùng bạn bè tha hồ mà quậy phá, ăn chơi. Ký túc lại gắn với tôi một câu chuyện không kém kỳ bí của con bé ôn thi cùng bàn. Nó kể, có chị kia đi thi đại học, được ở ký túc xá trong thời gian thi nhờ hỗ trợ từ phía nhà trường. Chẳng có gì đáng nói, khi đêm hôm đó, mơ màng tỉnh dậy, chị ta nghe có tiếng khóc thút thít của một đứa con gái. Mở mắt nhìn, đập vào mắt chị là một cô gái ngồi ngay cuối giường đang giấm dứt khóc. Chị hét lên, cả phòng thức dậy, lố nhố hỏi, chuyện gì thế? Một đứa ra bật điện, chẳng có gì cả, mọi thứ vẫn như cũ. Đứa con gái đã biến đâu mất. Chị ta sợ quá, chuyển lên xin ngủ với đứa giường trên. Sáng hôm sau, gió la hỏi, được các anh sinh viên trong đó dỉ tai nhau. Phòng đó trước kia, có đứa thất tình nhảy lầu tự tử. Từ đấy không có ai ở, thấy giường trống nên họ mới thu xếp cho các em đi thi vào ở. Sợ quá, ngay hôm sau, chị ta đã chuyển đi luôn. Nghe đến đây, tôi máu vào ký túc xá lắm rồi. Biết đâu vớ vẩn lại có version 2 tình người duyên ma. Nhắc đến ký túc không ít thì nhiều
cũng có mấy chuyện nhảy lầu hay cắt cổ, nam có nữ có, chủ yếu là vì tình. Chỗ tôi cũng không ngoại lệ, nhiều là đằng khác. Ngóng mãi cũng đến ngày vào ký túc xá. Sau một đống cái gọi là cách nhách ôm đồm, leo lên đến tầng 4, tôi đã mệt phờ người. Tôi cũng mang được một đống đồ đạc của mình đến cửa phòng. Đúng cái dãy lâu đời nhất trong này, tha hồ lắm mà, tôi tự nhủ. Đến đây tôi mới băn khoăn, hình như ma dãy nào thì ở nguyên dãy đó chứ nhỉ. Tôi dãy nam chắc toàn ma nam, lấy đâu ra ma nữ mà tình với trả duyên. Nói không phải phét, ma tôi đã gặp rất nhiều, quá bình thường, có sợ lắm đâu. Gốc Bắc mà, ngoài ấy nhiều ma lắm, chia thành nhiều loại. Ma đói, ma ba tàu, ma chơi, ma thắt cổ, ma chết trẻ, ma thường. Trong đó, ma ba tàu là bọn trêu người kinh lắm, đúng là bọn khựa. Ma đói chỉ nhập vào người khác xin cơm thôi. Sống ở mảnh đất lắm người nhiều ma ấy, tôi có sợ mấy đâu. Cũng từng dẫn đám bạn chăn trâu vào bãi tha ma chơi trò nấp xét, có khi còn chui cả vào mộ người ta trốn. Người lớn thì hay dọa, đừng có bén mảng đến đó, nó giấu đi bây giờ. Nhưng tôi kệ, cứ chơi. Ngày xưa tôi, giờ bố bảo cũng không dám mò vào. Quay lại cửa phòng, tôi sắp vào. Gió hí hửng quá nên tôi là một trong những thằng đến đây sớm nhất. Không chỉ ở phòng mà cả dãy tầng này chỉ có lác đác vài mạng thôi. Cái phòng phải một năm không ai vào, bụi không, phải dọn rồi. Rõ chán, ham hố lên làm sớm nên giờ lùi thủi một mình. Nói chung là không khí căn phòng khá lạnh lẽo, bụi bám tùm lum, mạng nhện răng khắp lối. Sau một hồi hì hục lau chùi quét dọn thì cũng gọi là tạm ổn, không hổ danh là khu ổ chuột trong này. Nhưng tôi vẫn có cảm giác có cái gì đó không ổn ở đây, lành lạnh mà rần rợn. Cũng quá trưa rồi, có một thằng vào đấy để đánh dấu giường như kiểu đánh dấu lãnh thổ, rồi nó đi luôn với chị nó. Tôi bèn chạy xuống căng tin đánh một bữa rồi lên làm một giấc. Ngồi suy tư ba cái chuyện: tình hình kinh tế chính trị trong nước và thế giới, tiến trình rút quân tại Iraq, tình hình chiến sự tại Trung Đông, sự phát triển của nhân loại hay sự tồn vong của loài người. Kết thúc buổi tối, tôi lên giường đi ngủ. Sau bao đêm cô đơn một mình thì đêm nay tôi vẫn ngủ một mình. Có chăng là một nơi hoàn toàn xa lạ, lạnh lẽo và yên ắng đến lạ thường. Tôi nhớ rõ phút giây đó, đó là khoảng 2-3 giờ sáng, có tiếng bước chân lộp cộp từ cửa đến giường tôi. Gần, rất gần và nghe rất rõ. Tiếp theo là tiếng kéo màn ra khỏi chiếu, xoèn xoẹt. Tôi vẫn nằm yên tim tít. Cái chăn đang đắp bỗng dần được nhấc lên, nhẹ nhẹ, hơi lạnh ở đâu ùa vào, cảm thấy rất rõ ràng. Bất giác vùng mình, tôi bật dậy thật nhanh, tung hẳn cái chăn ra, căng mắt nhìn về phía đó. Lờ mờ trong màn đêm, chỉ thấy gió thổi cái màn bay nhẹ nhẹ. Rõ là mình dắp màn chặt lắm, vì đóng hết cửa kính rồi, gió chui vào đường nào được nhỉ. Lại thổi từ chỗ tôi ra chỗ đó, chứ không từ ngoài vào. Tôi bực mình chửi thầm. Sau đó tôi dậy bật hết điện lên rồi đi ngủ tiếp. Từ đó đến sáng thì chẳng có gì khác cả. Sáng ra tôi xuống đụng ngay ông trưởng dãy. Ông ấy hỏi: con ở phòng nào? Dạ phòng 421 ạ. Tự nhiên cả ổng và thằng cha bảo vệ mặt biến sắc nhìn chằm chằm. Tôi chẳng quan tâm, cứ thế đi luôn. Chắc là họ đang ngưỡng mộ mình lắm đây. Tối hôm đó tôi vội chuyển luôn lên giường trên, và từ đó thì bình yên vô sự. Còn chuyện có một cái thằng sau vào giường đó thì nó bảo đêm như kiểu có ai đè tao ấy, tức ngực không thở được, sáng ra như hết cả người, nhìn xuống còn mấy vết thâm tím ở đùi không biết từ đâu ra. Tôi chả dám kể chuyện của tôi, chỉ bảo mày ngủ thử ở giường khác xem. Nghe lời, nó xin ngủ nhờ đứa khác với lý do là nẹp giường hơi đau lưng. Thế là chỉ còn lại mình tôi ở góc đấy. Cũng chả sao, thỉnh thoảng buồn tình tôi vẫn thả vài quả dắm xuống đó, xuống cái giường chết tiệt ở dưới ấy. Từ ngày đó chẳng có gì đến với tôi. Có chăng là chuyện của thằng giường bên cạnh. Nó kể đêm hôm đó khoảng 3 giờ sáng, còn mình nó thức lướt nét, tự nhiên nó nhìn ra cửa toilet gần cửa chính, thấy một khối trắng cao ngang ngực, người lù lù bay lơ lửng trong đó, bay ra lượn lờ trước mặt nó đến hai cái giường gần đó. Phòng có 4 giường tầng, rồi lại lượn ra cửa sổ, bay lên mép cửa sổ ngay đầu giường tôi, rồi bay ngược trở lại nhà vệ sinh, làng vàng như thế vài vòng rồi lại quay trở lại chỗ cũ. Nó đang ngậm mì tôm sống mà không dám nhai,
miệng run cầm cập. Mì tôm vãi tùm lum, định trèo lên ngủ với tôi cho đỡ sợ, mà run không thể dám ra khỏi giường, thành nằm tại chỗ. Từ đó không bao giờ nó dám ở một mình trong phòng, kể cả ban ngày, chứ đừng nói là ban đêm. Còn riêng tôi, có lẽ do nặng vía nên ma cũng không thể nào trêu được.